mọi người, Garrett đây. Mấy hôm trước mình vô tình thấy được hình ảnh của một quán cà phê rất đẹp trên Facebook và mình quyết định ngày hôm nay sẽ đi quay cho mọi người xem. Địa chỉ của quán là 132 đường 9A, khu Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh. Nghe Bình Chánh nhưng mà không xa nha mọi người. Các bạn cứ đi cầu Nguyễn Văn Cừ, đi qua hết đường Dương Bá Trạc quận 8 là sẽ đến khu Trung Sơn, Bình Chánh nhé. Quán có tên là Ayo Cafe, vị trí của quán nằm ở mặt tiền đường 9A nên rất là dễ tìm. Thì hôm nay tụi mình đã cố ý đến sớm để có thể quay được toàn cảnh của quán rõ ràng hơn cho mọi người xem, chứ tí nữa trễ hơn một chút thì mình nghĩ quán sẽ rất là đông. Cầu thang được trang trí màu hồng metallic rất độc đáo, có cả chữ ở phía trên nữa nè. Bây giờ thì cùng mình vào trong order nước trước nhé. Quán có hơi nhỏ so với trí tưởng tượng của mình, nhưng được cái là quán có không gian sân ở bên ngoài thoáng và trang trí rất đẹp. Đây là menu nước. Món đặc biệt ở đây là cà phê kem muối. Có cả món trà phê kem muối nghe lạ lạ ha mọi người. Giá nước ở đây thì từ 28.000 đến 52.000 là mắc nhất. Thì mình thấy giá như vậy là ở mức trung bình trên mặt bằng chung của các quán hiện nay, vừa túi tiền mà không quá mắc. Mình chọn ngồi bàn ở phía bên ngoài sân. Và mình đã gọi một cà phê sữa kem muối và một strawberry latte. Vị khá ngon nha mọi người. Cà phê thơm, pha không quá đắng, lớp kem whipping cream, vị mặn mặn, hòa chung với vị cà phê sẽ có vị béo béo rất là ngon. Còn món latte dâu thì bạn nào là team hảo ngọt thì hãy chọn nhé. Từ chỗ ngồi này của tụi mình là có thể ngắm được sự nhộn nhịp của đường lớn phía trước mặt.
Không gian bên trong quán có ánh đèn màu vàng hồng rất là xinh xắn, có nhiều góc ngồi đẹp đa dạng để các bạn chọn. Đây là ghế sát cửa view ra ngoài sân vườn. Còn đi qua góc bên tay phải của mình hiện tại là sẽ là góc ngồi của phòng cửa kiến. Nhìn có vẻ yên tĩnh và riêng tư hơn một xíu. Với bạn nào cần chỗ kín đáo hơn thì có cả phòng bên trong nữa nè. Còn không gian bên ngoài sân ở hai bên được quán decor theo mình nghĩ là style Địa Trung Hải phải không mọi người? Có những góc là khá đẹp mắt với sỏi trắng, ghế tựa và cây xương rồng size to. Các bạn đến quán được chụp hình sống ảo thoải mái và quay clip tự do luôn nha. Như mình thấy trên Facebook là các bạn bán ngành hàng thời trang đem sản phẩm của mình đến đây chụp hình rất là nhiều. Các bạn thấy Ayo cà phê như thế nào? Narak chấm điểm cho quán này là 8,5 trên 10. Nếu bạn biết quán nào hay ho thì hãy comment bên dưới video này cho tụi mình biết nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hy vọng qua video của mình mọi người có thể biết thêm được nhiều địa điểm, quán cà phê xinh đẹp ở trong trung tâm Sài Gòn của mình nha. Bye bye mọi người!